Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự vừa được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc do ngài Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam dẫn đầu, đã có chuyến thăm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Hàn Quốc phấn đấu sẽ vươn lên là quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên. Những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa tỉnh Hưng Yên và các đối tác Hàn Quốc tăng lên nhanh chóng. Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tin tưởng số doanh nghiệp Hàn Quốc đến Hưng Yên đầu tư thời gian tới sẽ ngày càng lớn bởi tỉnh Hưng Yên đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Hưng Yên có một khu công nghiệp do chủ đầu tư Hàn Quốc đang triển khai là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng cũng đang là điểm đến hấp dẫn cho dòng chảy nguồn vốn tái cấu trúc từ nhiều quốc gia khác. Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức triển lãm không gian di sản văn hóa du lịch Hưng Yên tại Bảo tàng tỉnh. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023. Tại đây, du khách được tham quan trải nghiệm chuỗi hoạt động gồm không gian trưng bày với các hình ảnh hiện vật tôn vinh những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Hưng Yên, giới thiệu hệ thống di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật. Các bảo vật quốc gia, không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề truyền thống, mây tre đan Liên Khê, hoa xuân quan, đan đó dọ thủ sĩ, đồ chơi trung thu làng ông Thảo, đúc đồng Lộc Thượng. Ngoài ra du khách còn được xem biểu diễn tích đánh hổ, múa đĩ đánh bồng, mua sắm các mặt hàng thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh. Trải nghiệm khu ẩm thực với những đặc sản bánh răng bừa Phụng Công, ổi Văn Giang, dưa lưới, chè sen long nhãn, mật ong, long nhãn, v.v. Sáng nay tại nhà văn hóa huyện Phù Cừ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức lao động. Tham gia hội thi có 10 đội đến từ 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phù Cừ. Thông qua hội thi, cấp bậc nâng cao nhận thức của công nhân viên chức người lao động về tác hại của việc hút thuốc và ảnh hưởng thụ động do khói thuốc đối với những người xung quanh, hiểu thêm về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, qua đó từng bước giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, tiến tới xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Thời điểm này, nhiều hộ dân ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cam lòng vàng. Dự kiến vụ cam năm nay, toàn xã ước thu khoảng 70 tấn quả. Hiện trên địa bàn xã Nguyên Hòa có khoảng gần 50 hecta diện tích trồng cam lòng vàng với gần 150 hộ, chủ yếu ở thôn Thị Giang và Sĩ Quý. Các hộ chăm sóc cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật như cách bón phân hữu cơ thẳng vào gốc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây. Hợp tác xã dịch vụ cam lòng vàng Nguyên Hòa thu mua cam cho bà con với giá bán khoảng 15.000 đồng kg. Sản phẩm cam lòng vàng Nguyên Hòa cũng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2024. Theo đó, cán bộ công chức và người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng âm lịch, tức là từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024. Trong đó có 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội bố trí sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo phục vụ tổ chức và người dân. Những cơ quan đơn vị không cố định nghỉ thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ kế hoạch để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Việt Nam vừa trúng cử với số phiếu cao là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24, các quốc gia thành viên Công ước Di sản Thế giới diễn ra ngày 22 tháng 11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, Việt Nam sẽ cùng với 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu. Ủy ban Di sản Thế giới là một cơ quan điều hành quan trọng nhất của UNESCO, có quyền quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới công nhận di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, xem xét đánh giá tình trạng bảo tồn di sản thế giới trên toàn cầu, quyết định chính sách, ngân sách, chủ trương, định hướng phát triển của Công ước Di sản Thế giới. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11, tức từ thứ Sáu đến Chủ nhật cuối tuần này, tại bản du lịch cộng đồng Xì Thầu Trải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, sẽ diễn ra lễ hội Putalang với chủ đề Đại Ngàn Khoe Sắc.
Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như giải thi đấu dù lượn đường trường Buteleng Việt Nam mở rộng lần thứ 2 năm 2023 với sự tham gia của hơn 100 phi công đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải chạy truyền thống Buteleng Việt Nam mở rộng huyện Tam Đường lần thứ nhất năm 2023. Ngoài ra sẽ có phần trình diễn các trích đoạn nghi lễ, lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương như nghi lễ nhảy lửa, tù cải của người Dao, lễ cưới của người Giấy, lễ hội cầu mùa của người Lào. Cùng với đó là không gian trưng bày quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc hữu của huyện Tam Đường và tỉnh Lai Châu. Ngày 22 tháng 11 trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một cô gái trẻ ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã lây nhiễm HIV cho trên 40 người đàn ông trên địa bàn khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó thông tin này được nhiều người bình luận chia sẻ gây lo lắng. Trước sự việc trên, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước cho biết đây là thông tin bịa đặt, thất thiệt. Hiện nay chưa có cơ quan y tế nào thông báo về việc cô gái này bị nhiễm HIV. Được biết cô gái này có vay mượn nợ nần nên đã bị ai đó tung tin lên mạng để bôi xấu. Hiện Công an huyện Bá Thước cũng đã vào cuộc làm rõ người đã tung tin này lên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em. WHO cho biết, chương trình theo dõi các bệnh mới nổi và các nhóm khác đã ghi nhận các cụm viêm phổi chưa xác định ở trẻ em tại khu vực miền Bắc Trung Quốc. WHO cho biết, chưa rõ những cụm viêm phổi này có liên quan đến tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp mà Trung Quốc đã ghi nhận trước đó hay không. Ngày 22 tháng 11, WHO đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin dịch tễ học, lâm sàng, cũng như kết quả xét nghiệm từ các cụm bệnh được ghi nhận ở trẻ em tại Trung Quốc, thông qua cơ chế điều lệ y tế quốc tế. Trước đó, trong cuộc họp báo từ hôm 13 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, nước này đã ghi nhận số ca mắc bệnh đường hô hấp gia tăng. Giới chức Trung Quốc giải thích rằng sự gia tăng này là do dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 và do sự lây lan của các mầm bệnh đã biết như cúm, vi khuẩn gây bệnh viêm phổi, virus hợp bào hô hấp RSV và virus gây bệnh COVID-19. Nhật Bản thường được coi là đất nước sạch sẽ hàng đầu thế giới với các tiêu chuẩn rất cao về vệ sinh và môi trường. Thậm chí, việc nhặt rác ở nước này còn thành một môn thể thao nghiêm túc. Mới đây, thành phố Tokyo đã tổ chức lễ khai mạc giải World Cup nhặt rác lần thứ nhất. Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, các vận động viên đã có mặt để tham dự cuộc thi nhặt rác quốc tế có tên là Spogomi World Cup. Trong thời gian 90 phút, các đội sẽ cố gắng nhặt được nhiều rác nhất có thể tại một khu vực được chỉ định. Sau đó, người chơi sẽ có 20 phút để phân loại rác một cách chính xác nhất. Số điểm sẽ được tính dựa trên số lượng và loại rác họ nhặt được. Dù là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng sự kiện đã thu hút sự tham gia của các vận động viên tới từ 21 quốc gia trên khắp thế giới. Kết thúc giải đấu, đội tuyển Anh trở thành quán quân với hơn 9.000 điểm sau khi thu gom được hơn 57kg rác. Ban tổ chức hy vọng giải đấu sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân trên toàn thế giới về bảo vệ môi trường. Một công ty Trung Quốc nhiều năm qua đã tái chế hàng nghìn tấn dầu trong nước lậu đã qua sử dụng thành nhiên liệu cho máy bay giúp giảm bớt ô nhiễm. Công ty này cho biết họ sử dụng lượng dầu thừa trong nước lẩu từ các nhà hàng ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để tạo ra khoảng 150.000 tấn nhiên liệu cho ngành hàng không trong nhiều năm qua. Đều đặn hàng đêm, những nhân viên thu gom của họ sẽ ghé thăm các nhà hàng ở khu đô thị phía Tây Nam Trung Quốc để làm việc. Họ thu gom các thùng đựng dầu mỡ màu đỏ tươi được nhân viên nhà hàng lọc qua trước đó, rồi đưa đến nhà máy ở vùng ngoại ô của thành phố. Tại đây, nước dầu sẽ theo đường ống đi vào các thùng lớn, trải qua quá trình tinh chế để loại bỏ nước và tạp chất còn sót lại. Thành phẩm sẽ là loại dầu công nghiệp trong suốt, nhuốm màu vàng. Chất hóa học đặc biệt này sẽ được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Singapore. Nó sẽ tiếp tục được xử lý để tạo thành nhiên liệu hàng không bền vững SAF. Bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.